Việt tiên thật may. Ok, bằng lái có leader không? Ok, bắt đầu ngày tiếp theo các bạn ơi. Này ngày thứ mấy thì cũng chả nhớ nữa. Nhưng mà hôm nay hành trình thì sẽ đi từ Viên Chăn cho tới Vang Viên. Và hành trình hôm nay thì cũng ngắn thôi, nó khoảng tầm 150 cây đổ lại, 150 cây đổ lại. Thì hôm qua là chơi té nước ở Viên Chăn, ở đây là Viên Tiên gì này này. Nó qua vui lắm. Qua chơi tới tận đêm lận. Đêm rồi mà mọi người vẫn còn chơi. Cũng chạy xe lòng vòng chơi, bị tạt nước quá trời. Hôm qua là tốn hết hai bộ đồ mặc đi đấy, là không thay nhiều đấy, chứ đúng ra là thay ra bộ nào là ướt bộ đấy rồi, cứ thò đầu ra ngoài thôi là cứ bị mọi người lấy súng bắn này. Súng bắn là thứ nhất này, thứ hai là người ta lấy xô nước và vòi nước người ta xịt luôn. Và đối như cái ngày lễ Tết của bên này á, làm cái điều đấy gọi là có thể tạt bất kỳ ai, thì người ta là xem như là tạt nước đấy là một cái điều may mắn đấy. Được tạt càng nhiều nước thì sẽ càng may mắn thôi, nên là không có ai tỏ ra khó chịu cho cái vấn đề mà bị tạt ướt người cả. Khách nước ngoài cũng rất là nhiều, rất là đông, mà ai cũng hòa mình vào bây giờ cái lễ hội mà chơi hết. Đây gọi là cái Tết đấy chứ. Xe mình thì đi mấy ngày nhìn dơ lắm rồi, nhìn như con trâu nhưng mà chả tìm được cái chỗ nào để rửa cả, với lại cũng không có thời gian để mà xách xe đi rửa. Và cái tuyến đường ngày hôm nay đi thì chủ yếu là đường đẹp, đường cao tốc rồi. Đường vào trong các trung tâm thì nó đẹp rồi, nó không còn xấu nữa. Tổng hành trình đi được mấy ngày trước từ Hà Nội tới bây giờ là mình thấy nó khoảng gần sát 1.000 cây rồi. Nếu mà tính cả cái quãng đường về nữa là nó tổng cung là khoảng 2.500 cây. Nó chỉ gắt ở mấy cái đoạn là đầu thôi. Là mấy cái đoạn đầu là tập trung chạy để mà ra trung tâm chơi thì nó ngày toàn 2-300 cây để mà chạy hết. Toàn chạy với chạy thôi chứ không chơi bời được nhiều, không check in gì được nhiều. Nhưng mà các ngày về sau này, các ngày giữa này, đây là các ngày giữa rồi, thì sẽ có nhiều thời gian để chơi hơn. Đúng là nếu mà không đợt này mà đi mà không có cái đệm lót mông ấy, thì cái đệm lót mông tổ ong kia thì chắc là cái mông của mình nó toang luôn rồi các bạn ạ. Bởi vì chạy xe mà ngồi nhiều ấy, ngồi trên xe ấy, lâu ấy, nó rất là đau đít và nó nóng ấy, trời nóng ấy. Nhất là cái thời tiết nóng bức này thì nó ngồi yên lâu ấy, nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bị mọc mụn nhọt đúng không? Đấy, nói chung là mọc mụn đúng không đấy. Nó sẽ rất là khó chịu, cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng mà nhờ có cái đệm lót yên thần thánh này thì cảm thấy là cái việc bị đau mông nó bị được tối ưu đi, được giảm đi khá là nhiều, giảm đi cực kỳ nhiều luôn. Thời tiết hôm nay theo dự báo thời tiết là 40 độ đấy, nhưng mà thực tế bên ngoài đường này là chắc phải bốn mấy độ. Nó vào tầm giữa trưa một cái mà còn lang bang ở bên ngoài đường là nóng há mồm luôn. Mới sáng sớm đã gặp quả đường bụi mù rồi. Cái bộ đồ giáp của mình màu đen bây giờ nó đang bắt đầu nhuộm màu khác dần dần rồi này. Mấy bữa trước đi là nó đã bạc màu đi rồi, nay gặp thêm quả đường này nữa, không biết nó có dài hay không thôi. Bụi mù, ui dồi ôi, gà khủng khiếp, đang lao đấy. Thường thì đi chơi bột cung xong về mới bắt đầu vệ sinh cái bộ giáp rồi cất, chứ còn đang đi thế này thì không thể nào mà có chỗ mà vệ sinh cái bộ giáp được. Vì để mà giặt cái bộ giáp này không phải là cứ quăng vào máy giặt là giặt được đâu. Giặt quăng vào máy giặt là coi như là nó hư luôn cái bộ giáp. Mà đi cái những cái đường sóc, những cái đường ổ gà như thế này thì lâu lâu cứ ghê ghê, chỉ sợ là cái thùng sau, cái thùng top của mình ấy, nó bị bung bà cái ổ khóa ra là nó bung cái bản lề ra là rớt và nó xuống đường. Và nó rớt thì là bình thường đi, nhưng mà mình sợ nó rớt và nó ảnh hưởng tới người khác ấy, cái đấy là to chuyện đấy, không có đơn giản đâu. Đấy, cho nên là đi vào mấy đoạn đường sóc này
lâu lâu vẫn phải ngó ra gương xem là cái thùng nó còn không. Đồ giá trị thì cũng chia đều hai bên thùng nhôm rồi, hai bên thùng nhôm không. Những cái mà hoa mà treo trên xe như vừa rồi đấy, hay là những cái vòng hoa và hoa người ta treo trên người đấy, cái đấy gọi là may mắn đấy. Người ta sẽ treo và đeo những cái hoa như vậy trong mấy ngày Tết nước này. Ơi, xem công an Lào sao này. Việt tiên tắt máy, okay. Yeah. Leader. Bằng lái có nhưng lại leader cầm. Bằng lái. Bằng lái. Chỉ cần bằng lái đúng không anh? Alo. Nó hỏi bằng lái đấy. Bằng lái đúng không? Ok. Ok. Thank you. Đang định lấy bằng lái ra thì được cho đi. Tình hình là mình phải xem leader mình như nào đã, mình phải xem leader mình làm gì trước, rồi sau đấy mình mới ấy làm theo chứ không có làm trước như không có tự túc được, nói chung là mình không đi trước. Đấy, nên là khi mà bị hỏi bằng lái mình mới bảo là leader mình có gì cứ hỏi leader, hay mình chỉ vào ông Sơn đấy. Chứ mình không có móc bằng lái ra luôn. Cái mình thấy anh Sơn cũng móc bằng lái ra thì ok mình móc luôn. Và khi mà đang tính lấy bằng lái ra thì chắc là nghe sự chỉ đạo từ bên trong đấy là thôi cho bọn này đi đi. Đấy, thế là được đi luôn. Cũng không cần coi bằng lái nữa. Đấy, nói chung là họ cũng dễ tính với khách du lịch và đoàn mình cũng đi bình thường chứ không có đi phá phách gì. Cho nên là thôi, ngày lễ Tết là du di cho nhau một tí đấy, không có làm khó nhau, thế là thôi đi luôn, anh em đi luôn. ui, mẹ gì sao tự dưng lại đi sát vào đít nhau vậy. Đấy, công an Lào đấy các bạn, nếu mà các bạn có hỏi là đi qua Lào mà bị công an bắt thì phải xử trí như thế nào, thôi thì cứ dễ lắm các bạn, người ta cũng sẽ biết vài câu tiếng Việt thôi, họ bảo sao thì mình làm vậy thôi chứ không có gì khó khăn đâu, và họ cũng dễ thôi chứ không có làm khó mình hay là như thế nào đâu, cùng lắm thì cứ đóng phạt nhanh, phạt nhanh nhá, phạt nhanh thì chắc khoảng 100.000 kíp là đi thôi, mà 100.000 kíp thì tương đương với 120.000 tiền Việt Nam mình thôi, nhanh gọn. Vậy ha. Dạ, các bạn nếu mà có thích đi Lào thì cứ đi, không có gì phải lo đâu ha. Tiếp tục là một chốt giao thông. Các cái chốt giao thông thường thì các cái chốt giao thông bên này ấy, thường thì họ chỉ ngồi như vậy thôi, chứ họ không có xe cơ giới như một số chốt của Việt Nam là có xe cơ giới đi theo luôn đâu. Họ chỉ ngồi ở đấy và họ cái quắc đấy, có nghĩa là họ bắt tay thì họ sẽ mời vào. Ở đây cái đường này mình thấy trẻ con chơi té nước sớm quá, bây giờ mới 11 giờ trưa thôi là bọn nó đã bắt đầu rủ nhau ra ngoài đường đứng chuẩn bị tinh thần để bắn nước vào người đi đường rồi. Nãy giờ mình chạy qua mấy nhóm lận mà quên cũng bật cam,
Thường ấy thì mọi người sẽ bắt đầu tụ tập chơi từ từ chiều cho tới tối luôn. Đấy, chơi rất là máu, nhưng ở thành phố thì chơi rất là đông vui và nhiều cái chương trình nhạt nhẽo các kiểu. Còn ở đây là cái vùng giống như là vùng ngoại ô rồi, vùng cũng khá là ít người, cho nên là lâu lâu thì mới thấy một nhóm thôi, một nhóm tụ tập rồi tạt nhau thôi. Mình mới bị thằng nhóc nó tạt cho một ca nước vào người. Trời ơi, đang nóng cái này được ca nước vào nó mát gì đâu. Giờ phải thêm một ca nữa. Nay mặc đồ mặc cái lớp chống nước bên trong rồi nên là không có ngán. Với lại mặc dù là bây giờ có dính nước thì chạy chút xíu là nó khô ngay. Bây giờ còn cách khoảng 2 cây nữa là tới homestay rồi. Nay đi cũng ngắn thôi, không có đi nhiều. Đi vậy thì nó mới có thời gian để mà chơi, chứ còn chạy liên tục quá thì ít thời gian để chơi lắm. Dường như là thời gian trên xe, chỉ ngồi trên xe thì không có chơi bời được nhiều lắm. Đúng là dở cái kính lên, cái gió nó tạt vào mặt ấy nó còn nóng hơn các bạn ạ. Khủng khiếp thật. Cái gió Lào mà. Bỏ bình thường thì chạy lên, bỏ kính lên để cho nó mát. Mà bây giờ bỏ kính lên là gió nó tạt còn mạnh hơn. Nó tạt còn nóng hơn chứ. Đây nè. Vàng vàng đèn. Chết con mẹ, quên bỏ cái quần dài ra. Lão nha.